hello các bạn cái tin bây giờ hiện tại bây giờ nó rất là nóng bỏng chắc là các bạn đã biết rồi đó là diễm my đã bị công an không biết có phải bị công an nhốt hay không nhưng mà bên công an thì nói là diễm my bị mất tích không có nhận được không có tin tức gì hết cho nên bên tỉnh tỉnh thất bồng lai rất là lo sợ vì lo sợ là vì, vì sợ ba má của diễm my kéo những côn đồ giống như lúc trước tới hãm hại tiếp cho nên bây giờ không biết ở bên đó mà họ sẽ cuộc sống họ như thế nào cuộc sống của bên tỉnh thất mộng lai của năm chú tiểu như thế nào bây giờ lo lắm thì uh, hy vọng là bên uh, công ty điền quân sẽ giúp đỡ cái chỗ ở đàng hoàng cho bên uh, cho tỉnh thất vì uh, <laughs> cái này là cái sự có thể ảnh hưởng cho tới tánh mạng của những năm chú tiểu và những người thư sư thầy ở bên trong uh, tỉnh thất cho nên uh, hy vọng là họ ở một nơi rất là an toàn mà không ai biết biết đến thì em nghĩ bây giờ bên đó đang khuya thì uh, chắc có lẽ là mọi người đã di tản hết rồi không biết cái tình hình bên đó như bây giờ như thế nào hy vọng là trong uh, tỉnh thức không còn ai nữa mất công sẽ bị uh, những côn đồ uh, xấu xa để mà vô hãm hại nhưng mà th thầy thầy hoàng nghiên nói cũng có lý vì uh, lúc trước thôi không làm chuyện gì hết mà đã bị 50 con đồ uh, vô phá còn bây giờ là diễm my đã bị mất luôn 48 tiếng đồng hồ không có biết tin tức ở đâu luôn cho nên có thể là ba má của Diễm My sẽ làm khó có thể kéo cả hàng trăm người tới để mà quậy phá tỉnh thức thậm chí có thể là xảy ra án mạng nữa cho nên tất cả sư và tứ tiểu trốn đi thì cái đó là hợp tình hợp lý thôi à, nếu như các bạn muốn xem theo dõi thêm những cái tình hình về cái đó đó thì hãy coi trực tiếp ở bên năm chú tiểu nha vì cái kênh năm chú tiểu là đăng chính xác nhất thì em có coi sơ qua một cái 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 clip nói về là uh, mấy mấy sư ta có tớ đồn công an để mà hỏi thì các bạn muốn xem cái đó thì hãy vào cái youtube của bên thầy Hào Hoàng Nguyên để mà mà xem nhé uh, các bạn nếu mà có xem bên youtube của thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên thì sẽ thấy được cái cái cảnh mà mấy mấy người đánh lộn với nhau vì uh, sư thầy muốn quay muốn quay để mà lấy bằng chứng nhưng mà bên công an thì không cho cho nên hai bên giống, giống như là đánh lộn xôn xao vậy đó thì các bạn muốn xem thì phải xem vào trong youtube của bên thầy hoàng nguyên xem nha còn bên năm chú tiểu thì coi về cái 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 clip mà thầy ông nội và mấy mấy sư mấy sư giận tức giận vì cái sự uh, mất tích của diễm my thì hy vọng cái này nó sẽ là xa càng ngày càng sáng tỏ ra sự mọi việc coi thực sự là diễm my có phải bị công an nhốt hay không hay là vì đó vì lý do gì đó mà mất tích nhưng mà cái này chắc không đơn giản đâu nha các bạn Vì không thể nào mà tự nhiên đơn sơ như vậy là đơn nhiên như vậy mà mất tích Nếu như mà có, Diễm My có tự bỏ đi cũng đã gọi điện thoại về báo cáo rồi Chứ không thể nào mà không cắt đứt liên lạc luôn Cái này là chắc chắn là có liên quan gì cái gì đó tới uh, Ảnh hưởng rất là lớn tới là tỉnh Thức Bồng Lai like. Cho nên uh, mọi người mà có ai mà thấy được uh, hay là có tin tức về uh, Diễm My Thì hãy mong báo về cho tỉnh Thức Bồng Lai like nha Có số phone đó, nó nằm trên Youtube đó thì các bạn có thể vào trên Youtube và bấm vào chữ About Thì trên đó nó có để số phone của thầy Hoàng Nguyên Và hình như có thêm số phone thầy Nhất Nguyên nữa Thì các bạn dùng cái số phone đó mà gọi Hy vọng các bạn sẽ sớm ngày giúp đỡ được uh, Tỉnh Thức Online để mà tìm lại Diễm My Để mà rửa ngoan cho các uh, sư thầy Nếu không cài cái chuyện này đó Nó càng kéo dài đó Thì càng nguy hiểm lắm Thì uh, mong mọi người và các bạn Hãy chia sẻ cái video Để mà cho nhiều người biết tới hơn nữa Để uh, mà có thể tìm ra được cái tin tức của của diễm my để mà rửa ngoan thêm một lần nữa và cái này á, là quan trọng hơn là cái cái đợt trước nữa cái đợt trước chỉ là diễm my đi tu thôi mà đã ba má đã là làm lớn chuyện rồi còn bây giờ là mất tích nữa cho nên à, rất là nguy hiểm cho cho tỉnh thức mộng lai cũng như năm chú tiểu và các sư thầy trong đó thì à, em mong rằng các bạn hãy chia sẻ cái video để mà à, mọi người có thể biết tới là diễm my đã mất mất tích và có thể thông báo kịp thời cho tỉnh thức lai like và giúp đỡ tỉnh thức bằng like còn nếu ai mà ở lân cận thì nhưng mà giúp được cái gì là thì hãy tới giúp cho tỉnh thức nha vì tỉnh thức đang gặp nạn cái này cái này cái này, cái nạn này, này rất là to lớn không phải là đơn giản đâu thì các bạn muốn xem lại những cái clip mà đánh lộn với công an như thế nào thì hãy vào youtube của thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên nha còn xem những cái tin tức về bên tỉnh thức bồng lai like thì hãy vào xem năm chú tiểu tỉnh thức bồng lai like. và cái trong cái clip của thầy Hoàng Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên đó à, có có một cái 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 đoạn là thầy ông nội giống như là rất là lo lắng lo lắng nằm trên cái ghế để mà nhờ bên cho làm bên nghe cho các bên công an vậy nên mà giải quyết cho xong cái vấn đề này giống như là ông nội rất là lo lắng rất là lo lắng có thể là có thể là là mang bệnh cho nên và có thể là thầy giống như có thể là thầy giống như thầy xỉu luôn cho nên các bạn hãy mong mong mau mau hãy giúp đỡ tình thức bồng lai nếu như mình ở gần tình thức bồng lai thì hãy tới tham quan coi uh, tình hình ở đó như thế nào và giúp đỡ họ để mà tránh những cái côn đồ thí dụ như người ngoài hàng xóm mà thấy một đám người kéo vô đông quá thì hãy mau báo cho tình thức bồng lai biết nhé và cái số phone cũng một lần nấu số phone cũng đầm ở trên uh, bên uh, youtube đó thì uh, các bạn hãy vào đó để mà xem cái số phone để mà liên lạc cho bên tình thức bồng lai thì uh, các bạn muốn xem rõ tình hình hơn nữa thì hãy vào uh, À, kênh youtube của thầy nhất nguyên và hoài nguyên và cũng như năm chú tiểu nhóm bồng lai like, thì hai cái kênh này đó là nói về chính xác nhất và sự, 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 thật nó như thế nào thì thì như vậy đó thì theo em biết em có coi sơ qua cái clip đó thì trong đồn công an rất là hỗn hỗn loạn thầy ông là lộn xộn lắm và yeah, thì cũng như là mấy công an không bên công an không muốn bên bên thầy hoài nguyên quay phim cho nên hai bên tranh luận với nhau Và có thể là đem tới có thể đáng lẽ là đưa tới đánh đánh lộn luôn rồi thầy thầy ông nội bực tức quá cho nên mới nằm xuống ghế luôn có thể là mang mang thêm bệnh nữa mấy cái vụ này mà mình lo lắng nhiều đó thì mình sẽ mang bệnh trong người với là thầy ông nội cũng đã có tuổi rồi cho nên uh, hy vọng cái chuyện này sớm ngày sớm ngày để mà để mà giải sáng tỏa ra cho 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 ánh sáng cho mọi người biết là lý do tại sao mà Diễm My bị mất tích có nhiều có nhiều cái kênh bây giờ nó đang nói về lý do tại sao tin tích nhưng mà em không biết tại sao nó biết lý do vì bên năm chú tiểu không có biết lý do đâu mà tao mấy người này biết lý do rất là hay thì uh, cho nên các bạn mà muốn chính xác nhất thì hãy xem kênh của thầy hoàng nguyên nhất nguyên và năm chú tiểu là chính xác nhất nhé còn mấy cái kênh khác thì em không biết thì uh, các bạn muốn cái tin tức thì hãy coi như vậy thì cái uh, thật hư như thế nào đó thì em uh, có coi cái clip thì uh, bên công an có mờ diễm, diễm my lên để mà điều tra cái chuyện gì đó thì không rõ rồi bên thầy ông nội và các sư thầy đưa chính tay đưa diễm my lên tới đồn công an bên đức hòa để mà cho họ cũng như phỏng vấn hay là làm việc cái gì đó thì làm việc cái gì đó thì thì các các thầy các thầy ngồi ở ngoài ở ngoài ngoài đồn chờ rất là lâu một thời gian rất là khá lâu mà không có thấy bên công an thả ra cho nên bên bên ông ông thầy ông nội mới làm giữ làm giữ để mà bên kia thả ra thì là cái đó cái phần đó là là nó như vậy còn bên clip ở bên năm chú tiểu <laughs> thì cái clip bên năm chú tiểu có thầy Hằng nguyên có nói đó là bên công an hình như là có nói là có thả ra rồi mà không có xác nhận không có giấy tờ xác nhận gì hết thì uh, hiện tại là là thực sự như nó thì uh, thật thực sự thì không biết không biết cái tình hình nó như thế nào mà bên công an á không có xác nhận là không có ký giấy là thả đã thả diễm my nhưng mà thực sự có đâu có thả diễm my bên cho nên bây giờ bên tỉnh thất một lần đó bên tỉnh thất phải lo sợ để mà trốn sợ bên bên ba má của diễm my làm khó thì một lần nữa lần này thứ hai lần này rất là đại sự rất là lớn lần kia chỉ là đi tu thôi còn lần này đó là mất tích cho nên rất là lớn thì các bạn một lần nữa các bạn hãy hãy chia sẻ cái video để cho mọi người biết tới để mà tìm kiếm diễm my và ai ai đang ở gần tỉnh thất thì hãy bảo vệ tỉnh thất nha thì hãy giúp đỡ mình tỉnh thất bằng cái gì bằng sức lực thí dụ như mà ai thì giúp như tỉnh thất bạn đứng vòng vòng cái tỉnh thất để mà để coi có bị những, những con đồ nào lạ mặt tới không tờ báo cho tỉnh thất biết thì cái cái đó là cái cách đơn giản để mình giúp đỡ và một và một lần nữa thì ai mà muốn xem cái clip mà hiện tại về tin tức của năm chú tiểu thầy hà nguyên rồi đó thì có hai kênh bây giờ là chính xác nhất đó là của thầy hoàng nguyên nhất nguyên và kênh năm chú tiểu nhóm bầm lai like là hai cái video clip hai cái tên này đó là nói về chính xác nhất thì các bạn hãy vào đó xem sự việc họ sẽ quay hết những cái hình ảnh để mà hình ảnh mà họ nói chuyện với lại công an như thế nào luôn tại vì cái kênh như bây giờ có luật bản quyền nó nó mạnh quá cho nên em không có thể nào mà chia sẻ cái 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 những cái, cái, cái đoạn clip đó được thì, thì các bạn hãy vào đó xem thì em nghe nói là ông thầy ông nội đó đo co với lại à, tranh chấp với lại bên bên công an thì muốn xỉu luôn phải nằm trên 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 cái 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 cái, ghế luôn đó rất là nguy hiểm bây giờ ông nội đã có tiểu có tuổi rồi cho nên không biết phải như thế nào bây giờ tình hình không biết họ trốn như thế nào luôn không biết họ đang ở đâu luôn em có nhắn tin mà không thấy trả lời chắc có lẽ là đang lo sợ không muốn liên lạc ra bên ngoài biết cái tin tức mình ở đâu cho nên các bạn mà ai mà có giúp đỡ được tỉnh thức bằng like thì hãy giúp bằng cái sức là ngăn cản được bằng cách nào? Thức là mình thấy người nào lạ mặt vô thì mình hãy có thể mình báo công an tới là nói mấy người này phá phá tỉnh thất hay này nọ mình có thể gọi công an tới để mà can thiệp được. Hy vọng công an sẽ can thiệp vào cái chuyện này nha. thì Các bạn hãy 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 chia sẻ cái clip để mà ủng hộ. Bây giờ ở bên tỉnh thất á, rất là hỗn loạn, rất là hỗn loạn. Họ đang cũng đang kêu gọi bên công an những chức quyền nào lớn hơn để mà nhúng tay vào. Nhúng tay vào để mà giúp đỡ cho tỉnh thất để mà trả lại cái sự tự do khi mà họ quay lại tới tỉnh thất bây giờ em chắc chắn là họ không còn ở tỉnh thất nữa họ đã trốn họ không phải trốn mà là họ đã đi một cái nơi nào đó để mà cho mình an toàn hoặc là có thể ở trong cái khách sạn nào đó hoặc là cái khu nào đó để ở an toàn hy vọng là bên điền quân Phải giúp giúp đỡ tiền bạc về cái cái vụ mà ở ở tạm cho cho các các các, các sư các chú tiểu và các thầy ở tỉnh thất bồng lai hiện tại này thì em sẽ có tin tức thì em sẽ cập nhật cái tin mới nhất cho các bạn xem và các bạn hãy nhớ đăng ký và chia sẻ cái video này để mà ủng hộ em cũng như ủng hộ tin tức long và để cho mọi người biết thêm về về sự việc của Diễm My mất tích để cho mọi người có thể uh, giúp đỡ nha. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái uh, video kế tiếp. Bye bye.